À, xin chào mọi người, đây là em có mập của mình nè. Ủa, hôm nay em có mập đã hơn 1 tháng tuổi rồi các bạn. À, hôm nay nó đã cứng cáp hơn. Té nha con. À, bắt đầu biết giỡn rồi nè các bạn. À, nó đi chập chững được rồi nè. Té. Té con. Bắt đầu là biết quậy từ từ rồi nha. Sung lên. Mập là năm hôm nay thì lông đã mọc ra càng ngày càng dày hơn và mập đó thì càng ngày mập hơn nha các bạn. Coi kìa, giỡn kìa, té rồi nha mập ơi. Mọi người ai mà thấy có mập dễ thương thì cho có mập một like nha. À, đi tới đi lui. Ăn cái dữ đó, ăn bú cho dữ cái ít kìa, ghê quá, chuối quá đi hả? Chuối quá đi đi, xấu hổ quá cái mập ơi. Đi ở dưới nằm gặp thì cái chân còn bị trơn, hai cái chân sau còn bị trơn. À, các bạn thấy này nó mập ra, bự hơn cái bàn tay của mình rồi nè. À, mặt đuôi nữa chứ. Đi coi, đi coi. Cái sàn trơn quá, hai cái chân sau đi cà bẹt cà bẹt. Hả? Hai chân sau đi cà bẹt chị. Đi đây. Đi đây nè. Đi đây. À, cái sàn trơn quá. Chứ nãy trên ghế sofa nó đi được các bạn. Chắc mình phải cắt bớt cái lông bằng chân của nó nè. Đây, lông bằng chân nè. Làm cho nó khó bám trên cái sàn này. Sàn gạch trơn. Với con bạn chừng là nó đi cứng rồi. Các bạn ơi, trời ơi. Kêu chạy lại lắm. Những bước đi đầu đời cũng đó mà. Lọt đít xuống rồi kìa, lọt đít xuống rồi, ngồi ghế đàng hoàng cho mấy anh chị có cái này nha. Bé đủ nguyên con ngồi ghế kiểu vậy đi. Xảy ra sao? Mập ơi. Để chị cạo bớt lông chân ha. Để đi cho dễ. Đây là con răng có chưa? Răng múng múng rồi nè các bạn. Răng múng múng lú lên. Cắn là thấy răng rồi. Bập thì hiện tại thì đang được mình tập ăn. Ủa nó. Ghét quá đi. Ghét quá đi mập ơi.
Đi đâu đó? Hả? Rồi, để chị lấy tông đơ chị cạo cái lòng bằng chân cho. Rồi, đây, chị cạo lòng chân cho đi cho nó. Nó không bị trơn nha. Sao lông không mà ngồi đi trọt trọt còn mấy chân nữa á đây thấy không à, thấy không đây là nuôi chó con nó thấy không chân nó nhiều nó đi bị trơn nó có mặt rồi bạn nhớ lấy tông đơ hoặc thay kéo rồi cắt ha đây. Nó đi dứng lên liền nè thấy không? Ăn hết bị trọt như nãy rồi. Đứng dậy là coi đi cho mấy anh chị coi coi. À, đi giỏi rồi nè, thấy không? Đứng trụ được rồi nè. Có mặt còn biến quá nha con. Cái thân còn bệt mà. Còn làm biến nữa.